Rồi mình trả lời thôi. Rồi ông này ông đặt ra câu hỏi cho chúng ta nhịp đầu. Quý vị có nghe rõ không? Ok. Chờ xíu để mang cái micro lên. Alo, alo, rõ hơn chưa? Đây cái micro lên này đấy. Nào như không rõ gì đó thì cứ phản hồi, tôi dời cái micro lên. Tôi đang cần tháo gì rối cho nó. Có phải sở hữu nhất thành tâm là định hay không? Thì trả lời là sở hữu nhất thành là chi định trong bát chi thánh và là chi định trong các tầng thiền. Nhưng còn là một sở hữu tâm giúp tâm định trên cảnh, trên đối tượng của nó là cảnh như mình phải làm. Viết theo cái phong cách nó hơi bị dịch một chút xíu. Cái gì hiểu không? Anh hiểu la ó lên nha. Không là hiểu rồi đây hay là không là không hiểu Phương? Không hiểu. Ê bữa nay chạy qua lấy tiền đi xe nha. Trời ơi trời. Rồi bây giờ sở hữu tâm nhất thành là chi định trong bát chi định nè, trong bát xin lỗi trong bát chi thánh nè, cái bát chi thánh đạo đó thì nó là chánh định, rồi nó là chi định trong các tầng thiền, tức là năm cái chi của thiền đó: tầm tứ hỷ lạc định. Tầm tứ hỷ lạc định thì cái định đó là cái chi, cái định đó chính là cái sở hữu này, cái gata nên nhất thành tâm đó. Rồi nó cũng là một cái sở hữu tâm,
mà nó giúp cho tâm định trên được cái đối tượng của nó, tức là cái tâm nó bắt được cảnh, chứ ngoài tâm nó phóng dật không à, nó phóng hết này qua kia, nó không có biết được cái cảnh, nó chưa kịp biết cái cảnh nó đi mất mẹ. Như vậy cái gì giúp cho tâm nó an định trên được cái định được cảnh của nó thì xin thưa, nó chính là nhất hạnh, hiểu không? Như vậy đó thì nó là một cái sở hữu tự tha biến hành thật sự, chứ không phải chỉ là định trong bát chi định hay là định trong các cái năm chi của thiền, mình nó còn là một sở hữu tâm thật sự nữa. Rồi hiểu chưa? Không có so sánh là nó bự hay nó nhỏ, bởi vì sở hữu tâm nó không có độ lớn cho nên không có so được, chỉ là trong những cái trường hợp nó là những cái điều như vậy thôi. Tức là cái hạng nhất hành này trong cái điều kiện bình thường, cái người mà chưa có đắc đạo quả thì nó là cái sở hữu tâm, nó giúp tâm nó an định trên đề mục cảnh. Rồi nếu như mà cái người đó không có tập thiền thì nó vẫn là một cái sở hữu tâm giúp cho tâm nó định trên được đối tượng thôi. Còn đối với cái người tập thiền thì thằng này nó lớn lên giống như con người ta vậy đó, nó lớn lên. Ví dụ cho ăn đầy đủ thì cái mình lớn lên, nó tới cái độ tuổi này thì nó đạt cái đỉnh này đó, rồi tới cái độ tuổi kia nó đạt cái đạo luôn đó, thì nó vậy. Hiểu ha? Mô tả vậy thôi chứ thực cảnh không có phải là lớn 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 gì đâu nha. Ok. Rồi, thiền định có đi kèm theo với tâm bất thiện hay không? Có không? Mình dễ quá nè. Trả lời. Thiền định có đi kèm với tâm bất thiện hay không? Đây trả lời là có. Rồi, có ai trả lời khác không? Vì trong cái định của bát chi đạo, cái sở hữu tâm nhất hành khác với định như thế nào? Khác về bản chất, khác về bản chất. Ví dụ khi con là một cái nhà tiến sĩ tâm lý học ở trường đại học thì con được gọi là này bà tiến sĩ. Nhưng mà khi mà về nhà thì con được mẹ kêu là này là Mỹ Phương. Nếu con qua đây cái thầy sẽ kêu là này là thần tiên tỷ tỷ. Thì thiệt ra cũng là con thôi. Nhưng mà trong những cái thời điểm khác nhau thì nó được gọi bằng những cái tên khác nhau do đặc tính của nó khác nhau. Con hiểu không? Ok. Rồi, vậy thì thiền định có đi kèm với tâm bất thiện hay không? Này mình phải trả lời rất là cẩn thận nè. Mình sẽ trả lời như vậy. Trả lời là tâm thiền thì bao gồm thiền thiện, thiền quả, thiền di tác. Tức là không có tâm thiền bất thiện hay khi nhập định trong lúc hành thiền thì tâm đó không có nhân tương ưng. À,
si hay không bất thiện. Đây, cái điều đầu tiên mình phải phải nói được cho người ta, tại vì người ta hỏi mình đó là nó chung chung lắm, thiền định này á thì nó chung chung lắm cho nên mình phải trả lời một cách nó cụ thể ra, rồi sau đó cái mình mới nói cho người ta là tuy nhiên mục đích hành thiền để cho cái tiền tư và sau khi xuất thiền có chứa các yếu tố bất thiện hay không thì không thể làm bàn, vì nếu là một vị thánh tứ đạo tứ quả đã đoạn tận hạ thượng phân kiết sử thì quý ngài không có tâm bất thiện trước hay sao khi hành khi nhập định, còn ngược lại thì chắc chắn có sự bất thiện trước hay sao khi nhập định. Đó, mình trả lời gì cho chắc, khỏi ai cãi khỏi ai nói gì hết tại vì á, người ta gài mình á, tại vì mình biết á là cái nhất hành á là cái thành định thôi, chứ nó không có trí tuệ, nó không có đoạn diệt vô minh, nó chỉ là chỉ có thiền định thôi. Mà nếu mà mình nói ô thiền định á là bất thiện thì người ta quất liền, người ta hốt mình, hốt xác mình liền, tại vì mình đang nói góc độ siêu lý. À, mình nói cái người ta sẽ tiếp tục một câu nữa mà mình sẽ ứ hự, đó là nếu nói thiền định là bất thiện thì Du đang nói tâm thiền là có tâm bất thiện à, nhưng mà tâm thiền thì làm sao có tâm bất thiện được trong khi thiền, bởi vì khi mà thiền á là phiền não được dần xuống, được lắng xuống, và sự chia trong Abhidhamma thì thiền không có thiền bất thiện, chỉ có thiền thiện, thiền quả và thiền di tác mà thôi. À, cho nên mình né cái đó ra, nét cái đó ra để người ta hiểu. Giờ mình như ta hiểu là mình hiểu cái điều mà người ta hiểu đó, mình ghi nhận cái điều đó. Nhưng mà cái tiền tư, cái hậu tư, tức là cái sự mong muốn thiền, không phải để giác ngộ giải thoát, cái sự mong muốn thiền chỉ để trốn tránh những cái cực đoan cảm xúc, để trốn tránh cái điều gì đó. Rồi sau khi xuất ra khỏi thiền cũng duy trì cái mong muốn đối diện với sự luân hồi mà thôi, thì như vậy đó là có yếu tố bất thiện, và thiền định đó không đưa đến cái sự giải thoát giác ngộ, mà cái thiền định đó chỉ đưa đến phiền não mà thôi. Vì vậy mình nói nó có yếu tố bất thiện trước khi đó là tiền tư, và sau khi đó là hậu tư, ngoại trừ bậc thánh A La Hán mà thôi. Rồi cái thứ ba, ta hỏi sự khác biệt giữa chánh định nơi thiền chỉ và chánh định nơi thiền quán. Rồi cái này dễ nè, chỉ trên cái câu trên là mình hốt hàng câu này thôi. Này không cần học nhất hành tâm mới trả lời được đâu nha. Mình học duy lý bình thường là mình đã trả lời được câu này rồi, cho nên nó lận trả lời trời bộ gì đó, đang hỏi lận thôi cho nó hợp lý.
thiền minh sát đúng không thầy? Đúng rồi, Vipassana đó. Khác nhau thầy. Con suy nghĩ chút nha, chưa có ra. Cái sách này á, mấy cái câu hỏi nó toàn cái đánh đố mà, cho nên phải cẩn thận cái sự đánh đố đó của nó, mỗi lần mình chết liền nó gài bẫy đó. Nhớ mình học luân lý rồi á, đọc sách giờ cầm bậy. Một phát ngôn thật lại. Đây nhưng cầm bậy cho nên phải rất là cẩn thận, là một sự khảo đạo. Không hầu hay là mình rớt qua rớt lại là chết liền. Cô ngọc ai ngày nhất hành thấy rồi, lỗi bánh thiếu cái chữ. Ngồi gái chứ lợn. Suy nghĩ của con đó, thì con nghĩ là cái sự định chánh định nơi thiền chỉ và chánh định nơi thiền quán nó giống nhau. Con biết hết sao mà con nghĩ ra như vậy. Tại sao lại họ hỏi tại sao giống nhau vậy, không biết mà sao dám nói là nó giống nhau. Vậy là trả lời bại. Không có. Không có cơ sở gì hết trơn mà dám nói nó giống nhau. Cho nợ đi thầy. Nợ cái gì mà nợ, vậy tôi cũng phải trả lời thôi chứ, tôi để đó sao. Đúng rồi. Chứ ảnh hưởng mà nó giống sẽ được. Rồi. Trả lời về bản chất định, tức là mãnh lực cái định ở hai trạng thái định, tức là đạt định trong thiền chỉ. Này đang cố gắng làm rõ rồi đó, và đặt định trong thiền quán. Giả sử rằng với mức độ là như nhau, thì chánh định nơi thiền quán hay chánh định nơi thiền chỉ phải hoàn toàn giống nhau. Phải giống nhau bởi vì thế. Tuy nhiên định
trong thiền chỉ. Không đưa đến trí tuệ. Định trong thiền quán thì đưa đến trí tuệ. Trí tuệ. Vì sau khi định tâm, tâm được trong sạch thanh tịnh, lúc bấy giờ hành giả dụng tâm đó, dụng tâm trong sạch đó, trong sạch với trí tuệ siêu việt đó, để quán xét các pháp theo cách mà chư Phật chỉ dạy. Bốn đề mục quán xét thân thọ thân pháp và hiểu hay là trực chỉ, tức là thấy trực tiếp tam tướng. Quán xét khổ hoặc cái thừa hoặc cái ngã. Như vậy hành giả thiền quán thì đạt đến sự giải thoát các pháp ràng buộc do có sự minh sáng thân tướng. Sau khi tâm thanh tịnh, hành giả thiền chỉ thì hưởng lấy lạc tâm thiền định mà không có biết quán xét tam tướng như hành giả thiền quán. Cho nên dù về bản chất định tâm của hai loại thiền là giống nhau, nhưng mục đích hành thiền là khác nhau, cho nên đưa đến kết quả khác nhau. Một bên là tâm thanh tịnh, một bên là tâm thanh tịnh giải thoát. Rồi, ok, được chưa? Hiểu không vậy? Tức là khi mà người ta có một cái câu hỏi cho mình ấy, mình phải biết luôn là trong ruột người ta đang nói cái gì, người ta đang gài cái gì, và người ta đang muốn kiểm tra mình ở cái chỗ nào à, thì để mà mình nói cho người ta khỏi mất công người ta hỏi nữa, hỏi mất công người ta buồn lòng à, thì nên nói hết luôn đi, cái khổ phải chạy chờ người ta anh đơ gì phim gì khác hết à. Nên vì nó tiện nhất là với giữ những cái câu hỏi mà người ta đâu có còn ngồi đó để người ta hỏi mình nữa đâu, người ta đặt ra vậy thôi à. Nên mình phải rất là cẩn thận
để mà mình trả lời cho được tròn đủ. Là mình giải thích và mình làm phân tích đó, làm rõ rồi mới mới đi trả lời. Ai đó ghi đó thì ghi viết nha, để nó dài kéo xuống từ bốn kéo nó không có đủ màn hình là nó ghi phải không? Vâng, đúng vậy. Nào xong rồi cầm mình lên. Sao mà kêu nha. Rồi suy nghĩ cái gì khác, suy nghĩ câu số 4. Nếu chúng ta gắng tập trung chú ý vào âm thanh, do đó có phải là cách để nhận ra âm thanh là gì hay không? Đó, hỏi gì đó, trả lời sao là mình hiểu nó hỏi gì. Rồi cái gì hiểu sao thì trả lời thử đi.
đi chợ nhỏ mới xong đi cái lời thử đi. Rồi giải thích đi. Rồi, vậy thì chọn một trong các hệ để lý giải đi. Kết hợp các cái mảng kiến thức mình đã học lại. Ok, sử dụng cái gì cũng được hết.
phân biệt cái nhận ra nó là ở cái mức độ nào. Thì cái nếu mà mình phân tích cái, mình trả lời câu hỏi này theo bốn cái nguyên nhân để người ta có thể nghe được, tức là có thể bắt được một cái âm thanh cụ thể nào đó, thì cần phải có cái sự đắc ý là một trong bốn cái nguyên nhân để người ta có thể nghe được cái âm thanh. Tức là tính trong cái trường hợp là có thể là có nhiều cái âm thanh khác khác nhau, hoặc là có thể là có nhiều cái cảnh tương ứng hay là đặc thù với các cái môn, nhưng mà người ta lại nghe thấy. Rồi tiếp theo nữa là vào cái lộ trình tâm thì cái chuyện là khai, thì người ta khai cái lộ ngũ môn, rồi và cái thằng khởi lên là cái thằng nhị thức. Rồi nếu mà phân tích theo cái kiểu là nghe thấy, nhận thấy, ở đây là nhận thấy như một pháp, tức là mình không có rõ biết được nó theo bốn cái chi phần về trạng thái, phần sự, thành tựu và nhân cận, thì chỉ biết nó chung chung là một cái pháp thôi. Chẳng hạn như nghe cái tiếng bước chân thì chỉ biết đó là cái tiếng bước 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 chân. Thì khi mình hành thiền hoặc là khi mình không có điều kiện để mình xác định đầy đủ bốn cái nội dung vừa nói là trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cận, thì dừng lại ở cái chuyện là nghe, chứ không thể nào là nhận ra được đó là âm thanh gì, cụ thể như thế nào. Thì cũng tương tự như vậy, là khi mà mình có cái sự cố gắng tập trung ở đây, mình xét là cái sự nhất hành đó, cái tâm sở nhất hành đó, thì nếu như mà nhất hành theo cái kiểu là để mà trú ở trong cái sự định tĩnh đó, thì không thể nào mà có cái trí để mà biết được. Thì cái này mình lại xài tiếp cái phần sau của cái câu trả lời trên. Cái này lúc mà con môi lại tập cũ hồi cái thời mà con mới vô đọc này thì có học triết tâm quý thí á, thì mới thấy trong đó nó có như loại những cái cảnh ra, thì con nhớ là có cảnh rất rõ nè, rồi cảnh rõ nè, rồi cảnh gì sao 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 đó. Thì con nghĩ là nó còn tùy thuộc vào trong cái cảnh đó nữa, nhưng mà mình chú ý vào cái cảnh đó, nó gọi như là đặt tên là mấy con gọi là cảnh không rõ đi, thì mình cũng đâu có thể nhận ra được âm thanh đó đâu. Ồ, thì con nhớ được như vậy. Cảnh vật này kia rồi tác ý rồi khoảng không rồi đó vân vân, thì đó là bốn cái yếu tố mà liên quan tới cái chuyện mà nó giúp cho mình có thể nhận ra được một cái đối tượng nào đó bên ngoài. Thì cái chỗ này á mình để ý để mình phân tích. Nếu chúng ta gắng tập trung chú ý vào âm thanh thì chúng ta nhận ra cái gì? Âm thanh chứ không phải là ngôn từ. Bắt đầu mình mới làm rõ ra những cái điều ở trên đây. Tập
chung chú ý. Như là chắc chắn có nhất thành tâm, nhưng có niệm hay chánh niệm kèm theo không thì cũng không rõ. Không rõ cho nên chỗ này về cái chuyện mà mình phân tích tất cả những cái điều đó, mình đi đến những cái kết luận như thế này. Nếu là hành giả, nếu là hành giả hành thiền quán, hành thiền quán có âm lấy thành âm thanh, lấy âm thanh buông đề mục để bắt lấy âm thanh xen nghe, thì âm thanh chỉ được niệm là không để tâm phóng theo chạy theo dính vô cái thứ âm thanh đó. Như vậy hành giả không nhận thức về âm thanh mà nhận thức về tâm, tức là xác định rõ ràng có sự nghe của tâm ngữ thức, khi đó chứ không phải là xem ai nói cái gì, có dính gì đến ta hay không, hành giả không làm như vậy. Âm thanh thôi. Nghe như là nghe mà thôi. Chú dễ hiểu chỗ này không? Nếu mà mình buông cái đi cái đề mục thân thọ tâm pháp của mình để mà mình chạy theo cái âm thanh để mà mình suy đoán là tiêu luôn, là một hầu là nó vụng động là chết rồi, là không có quay lại để nó phóng vật nó đi luôn à. Cho nên phải rất là cẩn thận. Cái thứ hai, cái giả sử thứ hai là với một người bình thường không hành thiền. Khi nghe một thanh âm thì ngoài việc nhận ra đó là một âm thanh
nhận ra này, diễn bày vô thức, trong vô thức, ý thức không nhận ra được điều này. Ý thức bắt lấy cái thứ âm thanh đó chất chứa theo thói quen đã được ôn tập, ví như nghe tiếng suối thì liên tưởng sự róc rách đó như tiếng đàn êm tai, nhẹ tâm, dễ thương, vân vân vân. Thì cái này hoàn toàn do tưởng tri mà ra. Tiếng nước đó chỉ là một thanh âm, và nếu là hành giả hành thiền thì người ta chỉ ghi nhận nghe nghe mà thôi, đồng thời mỗi người bình thường khi nghe một âm thanh của ngôn từ, tức là chất chứa nghĩa chứa định trong đó, thường người ta suy tư, về cái nghĩa được người ta dán áp vô cái thanh âm đó, rồi để tạo điều kiện cho phiền não sinh lên bởi do dính vào ngã chấp, kiến chấp, vân vân. Lúc này thinh âm không còn là thinh âm nữa, mà là tưởng tri do ảnh hưởng của nghiệp quả này ra. Nè, đó chia hai trường hợp như vậy, cái gì có thấy rõ không, có thấy rõ hơn không? Thầy ơi, ừ. Con đọc ở cái thứ hai thì con
Con nhớ đến cái việc mà mình đi cảm văn nhé, thì lúc đó con thấy là mình liên tưởng rất là nhiều luôn á. Đúng rồi, cho nên là mình đâu có đi hành thiền lúc đó đâu, mình hành thiền thì nó sẽ khác. Nó sức nhá. Nhưng mà cái đó nó có nên không? Nên hay không nên gì, cái điều đó là điều chắc chắn phải xảy ra trong đời sống hàng ngày. Đời sống thì thế đúng không? Đúng rồi, đó là lý do làm sao người ta phải trốn vào trong thâm sơn cùng cốc để mà người ta hành thiền là vậy đó. Mình làm cái điều đó để mình làm cho cuộc sống của mình nó phong phú hơn hay sao hay? Không phải làm cho cuộc sống mình phong phú hơn, mà tại vì nó dính tới cái đời sống hiện thế, nó cần những cái sự hiểu biết của những điều đó, cho nên mình mới làm thôi. Chứ nếu mà mình không làm điều đó đó thì cái cuộc sống mình cũng không có tốt hơn, tại vì mình đâu có hành thiền đâu mà cuộc sống mình tốt lên, mà mình còn dính vô những thứ khác mà mình còn không biết là mình dính vô những thứ khác nữa. Đúng rồi, phần này sẽ quá na đó. Âm thầm mâu thuẫn. Âm thầm mâu thuẫn đó là duyên đưa đến sự xa đọa. Lộc đã đoạn duyên đi đến sự xa đọa một xíu rồi nhé. Xíu thôi. Thông thường thì cái tưởng tri đó đó nó không có được hướng dẫn, tức là nếu như đã tưởng tri rồi thì thôi tưởng cái gì nó tốt tốt xíu đi, tưởng gì nó giá trị những lợi lạc xíu đi, không đâu tưởng tào lao thôi mà. Thì đó là cái mà bị dính vô nhiều, cho nên mới cần là cái chuyện mà những cái nền giáo dục tân tiến tốt đẹp này kia nọ thì cũng là tưởng thôi, nhưng mà người ta tưởng có cái sự hướng dẫn dẫn dắt, thì những cái tưởng kiểu đó đó thì nó có góp phần nó đưa đến cái thuận lợi cho mình để mà sau này mình có sự tu tập đó, nó có thêm những cái điều kiện nhiều hơn, sự hiểu biết nhiều hơn, sự nắm bắt nhiều hơn. Còn thôi thì nó cũng tưởng, hay lúc nào thì nó cũng tưởng thôi. Không thể nào mà chúng ta có được cái trạng thái chánh niệm tỉnh thức đó, ói quay được hết 47 không có ha. Ta mà được như vậy là thánh rồi đó, mà thánh hay là thánh tứ đạo tứ quả luôn nha. Cho nên ở một cái chừng mực nào đó thì ta chấp nhận là mình còn có những dính mắc thế thường, phải biết rõ như vậy chứ không thôi mình ảo tưởng. Mình ảo tưởng là mình học mấy thứ này xong nghĩa là mình có hết mấy thứ này là bị điên rồi đó. Thì thằng nào nó cũng có cái giá của nó hết á. Thế là khi á mà mình ở trong thói thế thường thì mình sẽ thấy được cái khổ của thế thường, bởi vì á mình còn học được những thứ siêu thế vượt khỏi thế thường. Những người người ta không có học được những thứ siêu thế thì người ta có được những cái sự hiểu biết tưởng tri của thế thường, người ta dính vào trong sự tưởng tri của thế thường để rồi người ta buông ra không được.
cho nên nếu mình có cái cơ hội mình học luật pháp thì mình có một cái con đường rộng lớn. Ngày nay mình tấp vô cái bụi bờ này đó, mình thấy một bông hoa đẹp, hay mình tấp vô mình thưởng thức, mình ngửi, mình ngắm các kiểu, nhưng mình biết là cái đường của mình vẫn còn phải đi, chưa có tới nhà. À, mình thưởng, mình ngắm, mình nghĩa gì đã xong rồi thì mình nhớ cũng phải đi, mình có con đường mình đi. Còn những cái người thích thường thì họ ngắm và họ tưởng là cái chỗ bông hoa đó là cái nhà của họ, thì cái họ lẫn quẩn ở trong đó hoài không đi ra. Thì cái bông hoa từ lúc nó nở tới nó tàn, rồi cái bông hoa khác nở, rồi cái bông hoa tàn, rồi cái khác nở, rồi cái khác tàn, rồi cái họ đi vòng vòng đó, cái họ bước ra cái họ tấp vào bụi khác. Như thế đó được gọi là trôi lăn trong vòng luân hồi. Ok, các bạn đã chép xong chưa? Cái này chép này chắc hết buổi quá hả? Chúc cô tiền là đi mua đồ ngoại khóa chưa? Mà tiền mới nghe trong trạng thái ngủ hết gì vậy? Mình thấy nhạt nhẽo đó con, là lúc đó là mình có cái tâm tham, tâm sân đó, tức là tham mà không được thỏa mãn á, cái mình chuyển sang mình sân á, cái sao mình nhạt nhẽo buồn chán như nè đó, là mình đang sân á, là bởi vì cái gốc trước của mình á là tham á, mình muốn mọi thứ nó trộn rộn á, nhưng mà nó trộn rộn không được như ý mình á, cho nên chuyển sang mình sân. Chứ nó chỉ là nó thôi, nó chỉ là như vậy thôi, chứ nó không có gì khác nữa hết đó. Mình chủ yếu mình đưa cái tưởng vô, mình thêm mắm dặm muối vô đó cho nó có gia vị đó. Cái cuộc sống bớt nhạt nhẽo như thiệt hay chúng ta thêm tìm toàn thứ gì đâu không? Vậy là Trúc chưa có thức để chở đi đúng không? Cho nên họ học thêm môn nữa nha. Giờ em ra đó, mà em ra được tới đây đó là chắc cỡ 9:30 á. Rồi thôi nghỉ. Chúc quý vị có một cái tuần nhiều cái sự lợi lạc, nhất là trong những ngày cuối tuần. Tỷ đi Sài Gòn nhiều cái sự lợi ích, nhớ ghé qua lấy tiền thầy ơi. Ok, vui, bye.